chào tất cả mọi người. Hôm nay là một ngày cuối tuần thì mời mọi người cùng với Sử mình dạo qua một vòng Zaiga Nhà Bè, ngắm nhìn Zaiga Nhà Bè với những căn nhà biệt thự, nhà phố shop house và đã chuẩn bị và đang bàn giao và cư dân vào ở khá nhiều ha. Ở đây thì cây xanh gần như phủ rợp bóng và chủ đầu tư làm cảnh quan gần như là chuẩn chỉnh rồi. Bây giờ chỉ làm nội thất vào ở thôi quý chị ạ. Và một cái siêu phẩm mà Phước Sửu muốn giới thiệu đến quý anh chị là một căn biệt thự khá đẹp luôn cả nhà. Tại sao nói đến căn biệt thự này khá đẹp? Bởi vì đây là một căn ba mặt tiền luôn cả nhà. Bây giờ mình sẽ đi lên lõi vào bên hông của căn nhà để xem cái căn biệt thự này có gì đặc biệt mà rất là nhiều người khách hàng đã dừng chân tại đây xem qua và ngắm nhìn những căn biệt thự này nhé. Đây là mặt chính của căn biệt thự này cả nhà, với diện tích là ngang 12,5 nhân cho 20, gọi là biệt thự đơn lập bởi vì là bốn bên không giáp ai hết cả nhà, nên cái căn biệt thự đơn lập này là một cái tâm điểm cho cả nhà lựa chọn, với diện tích là 12,5 nhân 20 và được xây dựng là gồm 1-2 lầu áp mái ở trên. Đây, vậy bây giờ mình tiến vào bên trong nha cả nhà, xem cái căn biệt thự này thiết kế như thế nào, có phù hợp hay không, và với cái lối kiến trúc này thì dành cho gia đình bao nhiêu thế hệ ha. Đây, vào bên trong rồi, một không gian cực kỳ thoáng mát, bốn bên là cây xanh thoáng mát và có những cái hệ kiến cường lực nhôm chống ồn giúp cho căn nhà trở nên thoáng mát hơn. Đây là mặt sau nha cả nhà, nhìn về trực diện về công viên mùa hè. Đây là một mảng xanh khá đẹp, là một công viên chủ đề, công viên mùa hè đa màu sắc, làm cho cái khu dân cư này trở nên đó là xanh đẹp hơn. Và với một mật độ xây dựng của khu dân cư này chỉ khoảng 25-27% thôi, nên đó là khi mà cư dân vào ở đây thì giống như lạc vào một cái chốn thiên đường. Và ở đây thì như mọi người giống như một resort 5 sao luôn, có những cái tiện ích cực kỳ đẳng cấp. Đây là một cái công viên cát và một cái view, tầm view khá đẹp, gọi là tầm view vài triệu đô luôn. Và ở đây thì với cái tầng trệt này thì mình có thể thiết kế gồm một phòng khách, garage xe đậu bên trong và phòng bếp, bếp đảo khá đẹp luôn. Rồi bây giờ là mình nhìn xem sơ qua cái garage xe ha, và mình di chuyển lên tầng trên cùng. Trời, cái tầm view từ trên cao nhìn xuống đẹp luôn cả nhà. Khu dân cư này cực kỳ đẹp luôn, một cái màu xanh bát ngát và đồng thời một cái gam màu của một cái khu đô thị đẳng cấp và bán cổ điển. Một cái gam màu khá đẹp và giống như là với cái gam màu này là chủ đạo làm một khu dân cư gọi là đẳng cấp nhất khu Nam, với một khu đô thị thông minh kèm theo những cái tiện ích đẳng cấp có 102 luôn cả nhà. Ở đây thì chủ đầu tư gần như là bàn giao gần hết tất cả các căn rồi, và bây giờ cư dân đang làm nội thất và vào ở được tầm khoảng 20 nhà rồi cả nhà ơi. Và ở đây có một cái bờ sông khá thoáng mát. Ở đây thì có những cái bến cano thì mình có thể đi dọc cano đi ra những bến du thuyền ha. Và bây giờ mình lên lầu 1, cha, một cái khoảng không khá đẹp luôn. Với đây, với vị trí này mình có thể bố trí được một cái cây đàn, có thể là làm những cái hộp sướng âm thanh để cho cái GS Nhà Bè trở nên một cái không gian thoáng mát và kèm theo những âm thanh cực kỳ tươi vui ha. Và bây giờ đây là cái view của ban công phòng 1 và mặt trước ha. Thì với cái phòng master bedroom này thì mình thiết kế gọi là bên trong và thì gồm có là hồ bơi, bồn tắm nằm nè, rồi là mình có thể thiết kế được một cái phòng làm việc. Rồi bây giờ là mình sẽ đi đến phòng ngủ thứ hai ở lầu 1 nha. Cha, khoảng không khá rộng và có một cái chỗ mình thiết kế có thể là phòng toilet, bồn tắm nằm, phòng xông hơi. Và một điều đặc biệt này với cái view ban công này là vừa tắm lộ thiên luôn cả nhà, nhìn về trực diện view công viên luôn, quá thỏa thích luôn. Thì với cái toilet cũng có một cái cửa nhìn trực diện ôm vào công viên luôn cả nhà. Với một cái cách thiết kế này là khá hợp lý và nhiều khách hàng rất là mơ ước về cái lối thiết kế độc đáo của GS Nhà Bè. Rồi bây giờ mình sẽ lên trên lầu 2 nha cả nhà. Trời ơi, tầm view của lầu 2 khá đẹp luôn. Ở đây thì với căn nhà này gần với là clubhouse, clubhouse đến 2000 m², có khoảng đến 3 clubhouse và những cái tiện ích ở đây free cho cư dân luôn cả nhà. Có hồ bơi,
phòng karaoke, phòng chiếu phim, phòng xông hơi, massage, và đặc biệt là ở đây thì có luôn cả những cái dịch vụ nhà hàng, BBQ, rồi những cái phòng gym xinh xò để cho quý chị lựa chọn nơi đây là một nơi gọi là cực kỳ đó nha. Một cái gam màu khá đẹp của hồ bơi không, giúp cho quý cư dân thư giãn đầu óc và stress trong một cái khu compound và được bảo vệ an ninh 24/24. Mình có thể hòa mình với thiên nhiên, trở về với thực tại và đồng thời là lắng nghe những cái giai điệu âm thanh của dự án Zaga Nhà Bè. Đây, một cái tầm view khá đẹp của công viên mùa hè, mà nơi mà cái căn góc ba mặt tiền như mọi người đang nhìn thấy sẽ mang đến cho quý anh chị một cái gọi là nhà resort tại quận 7 luôn cả nhà. Với một cái chờ màu chủ đạo là một gam màu xám trắng bán cổ điển, với cách thiết kế khá đẹp. Và bây giờ là mình lên lầu 2, mỗi lầu thì mình sẽ thiết kế được 2 phòng ngủ. Và bây giờ là mình sẽ nhìn về ban công mặt trước của căn nhà. Thì nhìn xa hơn thì sẽ có một cái công viên mùa xuân cả nhà. Ở đây thì mình có thể là thiết kế một cái tầm view và một cái chỗ để là nghỉ ngơi gì, và có thể mình check in một cái ghế để đọc sách phía trước ha. Đây, với cái tầng này thì mình thiết kế được 2 phòng ngủ, 2 phòng ngủ ở trên cùng luôn. Hoặc là ở trên này thì mình có thể thiết kế một cái phòng sinh hoạt chung, nhìn về công viên mùa hè. Đây, khá đẹp luôn. Bây giờ Phước Sử sẽ di chuyển vào cái tầng 3 để mình ra nhìn cái công viên mùa hè nha. Khá đẹp luôn. Đây, tuyệt vời luôn nè. Rồi, công viên mùa hè nhìn xuống, có lối đi bộ bên hông, chỉ một bước chân là chạm đến ngang tiện ích. Để có nhiều thông tin về cái căn biệt thự 12.5x20 này, quý anh chị hãy bóc ngay cho Phước Sử theo số hotline bên dưới. Phước Sử sẽ chi tiết cho quý anh chị nhiều thông tin hơn nữa về căn biệt thự này, là một nơi gọi là đi để trở về sau những ngày làm việc mệt mỏi. Và đặc biệt cái căn này thì chủ nhà, gia chủ đang cần tiền bán gấp, thì quý anh chị inbox cho Phước Sử để nhận một mức giá cực kỳ hấp dẫn, gọi là giá rẻ nhất thị trường mà quý anh chị đang mong đợi. Đừng quên subscribe, like kênh của Phước Sử để nhận những thông tin mới nhất về dự án nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều video sau. Những video sau mà Phước Sử sẽ cung cấp nhiều thông tin hơn nữa về dự án Zaga Nhà Bè, nơi mà tổ ấm của bạn luôn luôn đầy ấp những âm thanh ánh sáng, tiếng cười. Cảm ơn.